Chào các bạn đã đến với bài 31 trong chuỗi 50 bài video đọc hiểu về N2. Cái bài này mình chọn thì cái cách mà người ta hành văn ấy, rồi cái cách mà mình hiểu bài ấy, nó khá là kiểu là cảm giác đặc trưng trong các cái câu văn của Nhật. Và mình thấy cái phần dịch của nó cũng hơi khó hiểu một chút, nên là đã chọn để mà cho các bạn cùng thử phân tích và làm. Bài này được trích dẫn từ một cái đề thi, nên là chúng ta sẽ thử thực hiện làm nó rồi check cái đáp án ngày hôm nay nhé. Câu hỏi của mình thì bao gồm 3 câu. Câu số 1 là Hisaniyoruto Jio yomanai de e dake de e hon o miru to donaru ka. Có nghĩa là khi mà mình thử đọc những cái cuốn truyện tranh mà chỉ đọc có tranh không mà không đọc chữ thì nó sẽ như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ cùng đọc cái phần bài ngày hôm nay nhé. Ika wa ehon no erabikata nitsuite nobeta bunsho dearu. Dưới đây là đoạn văn mô tả về cái cách mà chọn cái cuốn truyện tranh. Taihen yūkou na hitotsu no hōkō wa ehon o miru toki koromo to onaji yarikata. Tsumari zi wa yomazu e dake de monogatari wo otte iku という yarikata de ehon o mite iku koto desu. Kết thúc câu là koto desu. Vậy là cái chủ ngữ của mình đó chính là hitotsu no hōhō wa koto desu. Một trong những cái phương pháp hiệu quả. Cái từ taihen ở đây nó đằng sau là một tính từ, nên là mình chỉ hiểu đơn thuần là một trong những cái phương pháp vô cùng hiệu quả. Đó là gì ạ? Chúng ta sẽ đi đọc những cái cuốn truyện tranh bằng cái cách là toyu yarikata, bằng cái cách là giống như là cái bọn trẻ khi mà xem những cái cuốn truyện tranh, hay nói tóm lại chính là cái cách mà đi theo đuổi cái câu chuyện của mình chỉ bằng tranh thôi mà không có đọc chữ. Thì đó là cái cách vô cùng hiệu quả. Khi mà chúng ta đọc truyện tranh thì sẽ đọc giống như trẻ con là làm như vậy, không có đọc chữ rồi đi theo câu chuyện bằng tranh. Và cái cách làm này thì làm giống như là bọn trẻ, đúng không? Thì chúng ta sẽ nhìn theo cái cụm như thế thì sẽ ra được cái ý của cái câu, cũng nhìn theo các cái dấu phẩy và phân tích như vậy. 私は新しい本を手にしたときは必ずこのやり方で見ることにしていますが、そうするといろんなことがとってもよくわかってきます。Toki wa ở đây là tôi thì cũng làm sao khi mà ní suru ở đây là có ở trong tay một cái cuốn sách mới, hay là cầm ở trên tay một cái cuốn sách mới, thì kiểu gì thì kiểu kanara dự thì cũng koto ni stemas là sẽ chọn cái cách là xem bằng cái cách như vậy. Cái cách như vậy ở đây nó chính là cái cách mà người ta được viết ở dưới đằng trước ấy, đó chính là không đọc chữ và chỉ có theo cái câu chuyện bằng tranh thôi. Ở đây mình gặp cái cấu trúc là koto ni suru là mình sẽ chọn cái cách đó. Tôi luôn luôn là kiểu gì thì kiểu chắc chắn là sẽ chọn cái cách làm như vậy. Và khi mà thực hiện như vậy thì đã hiểu ra wakatekimasu, là tôi đã hiểu ra rõ rất là nhiều thứ. Ji ni tayorazu e dake miru koto wa watashi tachi no kokoro o hitsuzen teki ni tanjun de gutaiteki na kangaekata no level ni toromete kuremasu shi touzen na koto nagara e no naka ni 意味を探ろうとする心の働きを強めてくれます。Ở đây mình thấy là cái koto wa là cái chủ ngữ này. Cái việc mà chỉ có nhìn tranh mà không có dựa dẫm vào chữ ấy, thì là ố thì mình sẽ đi tìm cái động từ là todomete kuremashi ở đây. Nghĩa là sẽ dừng lại này. Kuremashi là sẽ giúp cho mình dừng lại ở cái level. Dừng lại cái gì? Là dừng lại cái trái tim mình, giúp cho mình dừng lại cái trái tim mình, hoặc là để cho cái trái tim mình ở cái mức độ là suy nghĩ một cách cụ thể và đơn thuần. Và cái từ hichizen tekini ở đây là kanarazu, nó bằng với lại kanarazu thôi. Và trong cái phần chú ý số 1 ở đây đó chính là kokode kanarazu, là nhất định là. Nên là đây mình chỉ dịch đơn thuần là khi mà mình nhìn tranh mà không có phụ thuộc vào chữ thì là nhất định là nó sẽ giúp cho mình, đúng không? Nhất định là nó sẽ giúp cho mình, giúp cho cái trái tim của mình chỉ dừng lại ở cái mức độ là suy nghĩ một cách cụ thể và đơn thuần thôi. Và tozen na koto nagara,
Và đương nhiên là làm sao e no naka ni imi o saguro to suru kokoro no hataraki o tsuyomete kuremasu, và nó sẽ giúp cho mình gọi là gì, tsuyomeru là làm mạnh này, hoặc là giúp cho mình nhấn mạnh rồi đẩy mạnh cái hataraki là cái vai trò của trái tim, đó là đi cố gắng, đi tìm, đi đào sâu, đào bới, đi tìm cái ý nghĩa ở trong cái bức tranh đó. Thì khi đọc đến đây là chúng ta đã có thể làm được cái câu số 1 rồi. Thì nó chính là cái phần đỏ đỏ mà mình bôi ở đây. Là khi mà mình đọc truyện tranh mà chỉ nhìn tranh, không có dựa dẫm vào chữ, thì đương nhiên là thì nó sẽ giúp cho chúng ta củng cố cũng như là thúc đẩy cái vai trò của trái tim, đó là đi cố gắng, đi tìm ý nghĩa ở trong cái bức tranh đó. Nên là đáp án của mình nó chính là cái câu số 1 ở đây, là e no naka kara imi o tsukeyo to suru, là cố gắng mình sẽ đi tìm cái ý nghĩa ở trong cái bức tranh đó khi mà mình đọc tranh và mình chỉ nhìn vào tranh cũng như là không có đọc chữ, không có dựa dẫm vào chữ. Còn cái câu 2, câu 3 và câu 4 ở đây nó đều không nói tới ở trong bài. Ví dụ như là đây là cũng sẽ khiến cho mình cảm động hơn là đọc chữ này, rồi mình sẽ hiểu hơn câu chuyện hơn là mình đọc chữ này, rồi mình sẽ tạo ra, cố gắng tạo ra một cái câu chuyện một cách tự do khi mà nhìn tranh, thì không có nhắc tới ở trong cái đoạn này, trong cái bài này. Nên là đáp án của mình nó chỉ có cái câu số 1 này thôi. Tiếp đến mình sẽ đọc cái câu số 2 để mà đi đọc tiếp cái đoạn sau nhé. E hong to wa yobenai mono to wa do no yona mono ka, là những cái tác phẩm mà không thể gọi đó là một cái tác phẩm truyện tranh, là những cái tác phẩm như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi đọc tiếp nhé. Soste mite iku to e sore zitai ga nani ka katari kakete kureru bai to bun no yonde kara de nakereba nanu imi mo motanai. Mình sẽ nhìn theo các cái dấu phẩy này. Cái dấu phẩy đầu tiên là khi mà mình nhìn hoặc là mình xem truyện tranh với cái cách như vậy. Với cái cách như vậy ở đây nó lặp lại cái ý ở đằng trước là nhìn và chỉ nhìn vào tranh thôi chứ không dựa dẫm vào chữ ấy. Thì khi mà mình nhìn hoặc là mình đọc truyện tranh theo cái cách như vậy và bài tố, và trong cái trường hợp mà esore zitai là bản thân cái bức tranh đó lại đang kể cho mình một cái câu chuyện gì đó. Ở đây cái từ sorezitai này là cái cách diễn đạt rất là hay gặp để nhấn mạnh cho cái e này này, là bản thân cái bức tranh đó nó đang kể cho mình một cái câu chuyện gì đó. Mình thấy hai cái tố này, hai cái cấu trúc ngữ pháp là tố 1 và tố 2 này nó đi song hành và bổ sung cho nhau, là nó có hai trường hợp xảy ra. Một là khi mà mình đọc bức tranh và không dựa dẫm vào chữ, và trong cái trường hợp mà bản thân cái bức tranh đấy nó lại đang kể cho mình một cái câu chuyện gì đó. Thì bun no yonde kara de nakereba nan no imi mo motanai, trong câu này mình lại bắt gặp một cái cấu trúc ngữ pháp, đó là kara de nakereba. Cấu trúc ngữ pháp này đã được gặp ở N2 rồi, và mình sẽ hiểu với cái ý nghĩa là nếu chưa thì sẽ, có là nếu như mà mình chưa làm thì mình sẽ thế nọ thế kia, hoặc là nếu như mà không làm thì sẽ thế nọ thế kia, hoặc là chỉ sau khi mà mình làm thì mình mới thế nọ thế kia. Ví dụ như trong câu này là nếu như mà mình chưa thảo luận, bàn bạc với lại cái ông cấp trên thì là mình sẽ không thể nào quyết định được cái sự việc này. Thì cái konosuke ni tsuite wa ở đây nó chính là cái chủ ngữ của câu, và cái đằng sau ở đây là miêu tả cái điều kiện, cái trường hợp để dẫn tới cái điều đó. Thường nó miêu tả cái ý gọi là tiêu cực hoặc là không mong muốn. Thì quay trở lại với cái câu này, mình sẽ dịch là nếu như mà mình chưa đọc cái phần câu chữ thì là nó sẽ không mang một cái ý nghĩa gì cả. Thì cái gì không mang một cái ý nghĩa gì cả thì nó chính là nó nói về cái chủ ngữ của cái câu mà được nhắc tới ở đằng trước ở đây này, là e sore zitai, là nếu mình không đọc cái phần câu chữ thì bản thân cái bức tranh đấy nó cũng sẽ không mang một cái ý nghĩa gì hết. Khi mà mình đọc truyện tranh mà chỉ nhìn tranh cũng như là không đọc chữ. Iwaba sosoku teki na hataraki shika shite nai baito ga jitsu ni hakkiri shite ikimasu. Iwaba cũng là một cái cấu trúc ngữ pháp bắt gặp ở trong N2. Nghĩa của nó là có thể nói là hoặc là không khác gì là. Ở đây mình sẽ có một số các cái ví dụ ở đây. Ví dụ như trong câu số 4 là gì ạ?
cậu ta hay là anh ta thì không khác gì là có thể nói là một cái người sinh viên xuất sắc nhất ở cái trường này. Tương tự như vậy trong cái câu này mình sẽ hiểu là không khác gì là, đúng không? Hoặc là có thể nói là trong cái trường hợp và trong cái trường hợp, đúng không? Và trong cái trường hợp mà nó shika stenai là chỉ có đóng cái vai trò là vật trang trí thì là thực sự là nó đã quá là rõ ràng rồi. Thì ở đây mình sẽ hiểu ngầm cái gì nó đóng vai trò như là vật trang trí thì các câu gần nhau chúng nó giống nhau, nó vẫn nói về cái esore jitai này này, là trong cái trường hợp mà bản thân cái bức tranh đấy mà nó lại chỉ đóng cái vai trò là vật trang trí thì là nó đã quá là rõ ràng. Quá rõ ràng cái gì thì nó sẽ giải thích ở phía ở câu đằng sau. Mình sẽ để ý thêm một chút nữa là trong hai câu này cấu trúc ngữ pháp nó giống nhau về bai tố và bai tố ở đây. Vậy là hai cái câu này nó sẽ tương đương về mặt cấu trúc ngữ pháp và ý nghĩa. Có là cái câu đầu tiên thì nó nói về một cái trường hợp là bản thân cái bức tranh nó đã kể cho mình một cái câu chuyện gì đó rồi, thì chỉ khi mà mình đọc cái phần câu chữ thì mình mới hiểu ý nghĩa của nó. Còn cái trường hợp thứ hai là trong trường hợp cái bức tranh nó chỉ đóng cái vai trò là trang trí không thôi ấy, thì trên thực tế thì nó đã quá rõ ràng rồi. Quá rõ ràng cái gì? Là e ga nani ka o katari kakete kurenai mono wa hontou no imi de wa e hon to wa ienai no de ko shite mite iku to teisai wa e hon de mo e hon to wa yobenai mono ga sukunaku nai koto ga wakatte kimasu. Là cái mono ở đây mình sẽ hiểu thay thế cho chính cái phần ehong này này, là những cái tác phẩm truyện tranh mà bản thân cái bức tranh đấy nó không kể cho mình nghe một cái câu chuyện gì cả thì nó sẽ không thể được gọi là một cái cuốn truyện tranh mang một cái ý nghĩa thực sự. Chính vì vậy cho nên khi mà mình nhìn hoặc là mình đọc theo cái cách như thế này, cái cách như thế này thì nó vẫn là cái cách mà chỉ nhìn tranh và không có dựa dẫm vào chữ ấy. Thì wakatekimasu thì chúng ta sẽ hiểu được rằng là không ít những cái trường hợp, hay còn gọi là rất là nhiều những cái trường hợp, rất là nhiều những cái mono này này, rất là nhiều những cái tác phẩm mà làm sao về mặt hình thức thì nó là cuốn truyện tranh, thế nhưng mà nó lại không thể được gọi là một cái cuốn truyện tranh được. Cái câu cuối ở trong cái đoạn này nó chính là giải thích cho cái hakiri stekimasu. Rõ ràng là khi mà mình đọc những cái cuốn truyện tranh mà bản thân cái bức tranh nó không hề kể cho mình câu chuyện gì thì mình sẽ hiểu được rằng là có rất là nhiều những cái câu chuyện tranh như thế, đúng không? Mặc dù hình thức thì nó là truyện tranh và nhưng mà nó lại không thể gọi được là một cái cuốn truyện tranh được. Thì với cái câu hỏi số 2 của mình ấy, người ta đang hỏi về cái câu gạch chân, thì thường cái câu gạch chân này nó sẽ thay thế cho một cái ý nào đấy ở trong cái câu trước hoặc là câu sau hoặc là đoạn trước hoặc đoạn sau, mình đi tìm cái câu tương ứng với nó thì nó sẽ ra đáp án. Thì các bạn sẽ thấy cái câu mà e hông tố ạ yobe nai mono này nó chính là thay thế cho cái ý là e hông tố ạ ie này, là không thể được gọi là một cái cuốn truyện tranh được, không thể nói rằng là nó là một cái cuốn truyện tranh được. Thì cái gì không thể gọi được là một cái cuốn truyện tranh thì nó chính là cái mono hóa này này, là những cái tác phẩm mà bản thân cái bức tranh đấy nó không kể cho mình một cái câu chuyện gì cả. Nên đáp án của mình nó chính là cái câu số 3 ở đây, chính là bản thân cái bức tranh nó không truyền đạt một cái gì hết, không kể cho mình một cái câu chuyện hết. Câu chuyện gì hết thì nó chính là những cái tác phẩm mà không thể gọi được đấy là một cái câu chuyện tranh. Từ đều quá ở đây nó là miêu tả cái trạng thái hay là cái điều kiện ấy, với cái điều kiện là chỉ có tranh không thôi ấy, thì cái tác phẩm đấy nó không có truyền đạt gì cả thì nó sẽ không được gọi là một cái tác phẩm truyện tranh. Bây giờ câu 1, câu 2, câu 4 mình sẽ loại kiểu gì? E ga nai to bun no imi ga wakaranai mono, là nếu như mà không có tranh thì là mình sẽ không hiểu được cái ý nghĩa của cái đoạn văn, thì cái này nó bị sai hoàn toàn về ý rồi. Câu 2 là gì ạ? E to bun no imi ga atenai mono, là bức tranh và cái ý nghĩa của cái câu văn thì nó không trùng khớp nhau, thì cái đoạn mà atenai mono người ta cũng không có cái câu nào, cái từ nào ở trong bài nói về cái ý là hai cái nó phải khớp nhau nọ kia, nên câu này cũng sai. Câu 4 là gì ạ? E to bun o isshou ni mitemo omoshirokunai mono, thì cái omoshirokunai mono này người ta cũng không có đề cập tới này nhá các bạn. Đó là mặc dù nhìn cả tranh và chữ cùng nhau nhưng mà cũng không hề thú vị.
thì đấy là những cái bức tranh mà không thể được gọi là truyện tranh, thì cái câu này cũng không hề nhắc tới cái đoạn này, nên là đáp án của mình nó chỉ còn cái số 3 thôi. Tiếp đến là mình sẽ đọc cái câu 3 là Okina keten toa nanika, là cái điểm yếu lớn nhất đó là gì, thì cái điểm yếu lớn nhất của truyện tranh ấy là cái gì ấy? Thì mình sẽ cùng đọc cái phần tiếp theo nhé. Mata erake o tannen ni mite iru to e no motsu funiki mo choushi mo bun to awase miru toki yori yoku wakaru kiga shimasu. Là khi mà mình nhìn một cách cẩn thận hoặc là chi tiết chăm chú chỉ có tranh không thôi ấy, thì kigashimasu ở đây là mình sẽ có cái cảm giác rằng là yoku wakaru là sẽ hiểu một cách rất là rõ, hiểu cái gì thì là hiểu cái mố này này, đúng không? Hiểu rất là rõ cái cảm xúc này, hay là cái bầu không khí ở trong cái bức tranh đó, hay còn gọi là cái bầu không khí hoặc là cái cảm xúc mà cái bức tranh thì nó có, hơn là khi mà mình nhìn cả cùng với lại chữ. Thì ở đây mình thấy có cái cấu trúc là yori này này, nó chính là cái so sánh hơn kém là yori cộng với lại noho cái. Thì khi mà chúng ta đọc thì mình cũng có, thì khi mà chúng ta đọc thì mình vẫn luôn nói một cái ý, đó là gì, khi mà mình đọc cái động từ ấy thì mình sẽ đi tìm cái ố hoặc là cái gá, đúng không? Thì là ở đây nó là cái mố này này, nó thay thế cho cái ố đấy, và mình sẽ đi nối liền cái động từ này với cái ố đấy, rồi đi nối liền với cái cấu trúc ngữ pháp yori và noho gá này. Và cái noho gá ở đây nó cũng chính là cái ngầm hiểu của cái ý, là khi mà mình nhìn một cách chi tiết và cụ thể chăm chú cái phần tranh ấy thì là tôi có cảm giác là mình sẽ hiểu hơn, đúng không? Mình sẽ hiểu hơn so với khi mà mình nhìn cả tranh và cả chữ. Hiểu hơn cái gì thì hiểu hơn cái funiki, là cái bầu không khí cũng như là cái cảm xúc mà cái bức tranh thì nó có. そしてそれをつかんだ後で文を読むと A と文の関係がしっくりいっているかどうかがはっきりわかります。 Và khi mà mình sau khi mà đã nắm được cái điều đó rồi, nắm được cái gì ở đây nó chính là nắm được cái bức tranh này rồi, rồi mình mới đọc cái phần chữ ấy, thì là mình sẽ hiểu rất là rõ xem là cái mối quan hệ giữa cái bức tranh và cái đoạn văn hay là cái phần thoại ấy, thì nó có shikuri itte được, là nó có đang gắn bó một cách mật thiết hay không. 登場人物の服装とか背景とかの具体的な事実が文と A で違っていることがいけないのはもちろんですが、A 全体の調子やムードが物語のそれと合わないのは絵本としては大きな欠点です。Mình sẽ nhìn cái tô cả ở đây là cái dấu phẩy đầu tiên này. Khi mà thấy tô cả thì sẽ có cái tô cả tiếp theo ở đây. Sau lại đi với no butatekina ji dịch sự cá, nên là mình sẽ dịch cái chủ ngữ hay là cái chủ đề nó đang nói ở đây là cái sự thực mang tính chất rất là cụ thể. Ví dụ như là cái khung cảnh này, hoặc là cái trang phục của cái nhân vật mà xuất hiện ở trong cái câu chuyện đấy này, thì là eto là thì là bun to e de chikatte deru koto ga ikenai no wa mochiron desu ga, là thì là đương nhiên, làm sao đương nhiên, là ikenai là không được phép, là khác nhau giữa cái phần tranh cũng như là cái phần thoại là cái phần câu chữ thì là đương nhiên là nó sẽ không được khác nhau. Nhưng tuy nhiên thì e zentai no choshi ya mudo ga, là cái mưu độ là cái tâm trạng này, rồi cái cảm xúc hay là cái choshi là cái trạng thái của tổng thể cái bức tranh ấy, thì làm sao monogatari no sore to awanai đúng không ạ, mà lại không phù hợp với lại cái câu chuyện ấy, thì làm sao, thì ehon toshite okina keten desu, thì đó chính là một cái điểm yếu hoặc là một cái điểm thiếu sót rất là lớn với tư cách là một cái bức với tư cách là một cái câu chuyện tranh, nên là cái điểm yếu rất là lớn ở đây nó chính là cái nô hóa này rồi, nó chính là khi mà cái
tổng thể cái mưu độ là cái tâm trạng này, rồi cái cảm xúc này, rồi cái tình trạng của tổng thể của cái bức tranh đấy mà nó lại không awa này, nó không phù hợp với lại cái monogatari, với cái câu chuyện đó, thì nó sẽ là một cái điểm yếu rất là lớn của một cái cuốn truyện tranh. Thì với cái phần dịch như vậy, chúng ta sẽ biết được là cái câu đáp án số 3 ở đây nó chính là cái câu số 4. Nó chính là cái bức tranh cũng như là cái câu chuyện của mình, cái không khí, cái bầu không khí cũng như là cái cảm xúc của mình nó khác biệt, nó không awa này, đúng không? Nó không phù hợp với nhau, thì là nó là cái điểm yếu lớn nhất của một cái câu chuyện tranh. Còn cái câu 1, câu 2, câu 3 mình sẽ loại dần như thế nào? E no funikiya choshi ga kaminikui koto. Nó chính là không nắm bắt được cái cảm xúc và cái bầu không khí của bức tranh thì nó sai rồi. Có là khi mà mình đọc tranh mà nó không đem lại cái ý nghĩa gì, cũng như là nó không kết nối được với cái phần câu chữ cơ, nên đáp án câu 1 là sai này. Câu 2 là gì ạ? Monogatari toshite amari kando o atairarenai koto, thì cái kando o atairarenai koto không nói tới nên bị sai. Câu 3 là gì ạ? E no kutaitekina bubun ga zen E no gutaitekina bubun ga e zentai to attenai koto, là những cái phần chi tiết của bức tranh thì nó không trùng khớp phù hợp với lại tổng thể bức tranh, thì nó chỉ nói về cái đối tượng là bức tranh thôi chứ nó không nói về cái bức tranh và cái câu chuyện của mình, nên câu số 3 này cũng bị sai. Đáp án của mình là 4, là cái bức tranh và cái câu chuyện, cái cảm xúc, cái choshi, cái tình trạng rồi cái cảm xúc của cái câu chuyện nó không khớp nhau, nó khác nhau, thì nó chính là cái điểm yếu hoặc là cái khuyết điểm, đúng không, lớn nhất khi mà viết truyện tranh. Thì đó là cái bài của ngày hôm nay, phân tích cái nội dung để mà hiểu được một cách chi tiết cụ thể của cái bài này thì là mình nghĩ là sẽ khó cho một số bạn. Thì các bạn nghe kỹ lại một lần xem là mình học được cái gì từ những cái phần chi tiết và phân tích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Ra nè.